Thưa quý vị, thời gian qua, giá xăng dầu tăng giảm thất thường, biên độ khá cao trong thời gian ngắn. Giá xăng dầu tăng giảm thất thường cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Duy Tùng, giảng viên trường đại học RMIT để lắng nghe những chia sẻ của ông về vấn đề này. Thưa tiến sĩ, thời gian qua giá xăng dầu tăng giảm thất thường, biên độ khá cao trong thời gian ngắn. Vì sao lại có hiện tượng này ạ? Giá dầu thô trên thế giới liên tục biến động trong biên độ rất lớn trong thời gian gần đây. Vào thời điểm tháng 3 2022, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đã có lúc lên đến 120 USD một thùng, nhưng vào đầu tháng 8 2022, giá dầu tháng 10 2022 của mặt hàng này đã giảm xuống còn 90,32 USD cho một thùng. Sự biến động thất thường của giá dầu thế giới đã khiến giá xăng trong nước tăng giảm mạnh trong thời gian qua. Trong tương lai, giá xăng dầu thế giới sẽ có những biến động khó lường do chịu tác động từ các cú sốc đối lập. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới góp phần làm tăng sự biến động của giá dầu. Giá dầu cũng chịu áp lực tăng do chịu ảnh hưởng từ nhu cầu năng lượng cho mùa đông sắp tới tại châu Âu. Việc OPEC không thành công trong việc tăng sản lượng như kỳ vọng. Mặt khác, mối lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế khiến các tâm lý phòng tránh rủi ro đang còn rất cao trên thị trường, kéo theo sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Giá xăng dầu tăng giảm thất thường như thời gian qua, ảnh hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội? Cụ thể là nền kinh tế và người dân nói chung, ai hưởng lợi và ai là người chịu thiệt hại và mức độ có đáng lo ngại hay không ạ? Khi giá xăng dầu tăng cao sẽ phản ánh lên giá cả mà người dân phải chi trả cho các khoản tiêu dùng của mình. Thời gian gần đây khi giá xăng dầu tăng cao đã làm cho đời sống dân cư, nhất là tầng lớp thu nhập trung bình thấp trở nên khó khăn hơn khi các mặt hàng đã đồng loạt tăng giá để phù hợp với giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu giảm liên tiếp nhiều đợt thì giá cả hàng hóa nhìn chung lại chưa có dấu hiệu giảm. Chính độ trễ trong việc điều chỉnh giá đã tạo ra không ít khó khăn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi giá xăng tăng cao, nếu doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh giá bán cho phù hợp với chi phí đầu vào tăng lên thì lợi nhuận của họ sẽ bị ảnh hưởng. Còn khi giá xăng dầu giảm liên tiếp, doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh lại giá xuống theo đà của giá xăng thì người tiêu dùng lại chịu thiệt hại. Các cơ quan chức năng cần có những giải pháp gì để có thể điều phối thị trường hợp lý khi giá xăng dầu tăng giảm thất thường như vậy ạ? Việc sử dụng quỹ bình ổn hiện nay đang nhận được rất nhiều quan tâm. Ở đợt điều chỉnh gần nhất vào đầu tháng 8 2022, giá xăng dầu trong nước đã không được giảm như kỳ vọng do nhà nước tiếp tục trích lập quỹ bình ổn ở mức trung bình 800 đồng trên 1 lít với xăng và 450 đồng trên 1 lít với dầu. Việc trích lập quỹ là do quỹ này đã được sử dụng nhiều lần trong thời gian giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên, liệu việc trích lập quỹ bình ổn như hiện nay có phải là một yếu tố làm chậm đà tăng giá cả hàng hóa trong nước hay không đang là một câu hỏi được quan tâm. Người dân kỳ vọng giá xăng giảm mạnh hơn trong đợt điều chỉnh vừa qua, nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.